Cùng nhau bước vào lời của Chúa Trời, đó là những lời tiên tri về Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta giáng sinh. Trong Isaiah đoạn 7, tức là Isaiah đoạn 7 câu số 14, đó là: vậy chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu này: một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Chữ Emmanuel được gọi là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và cũng được dịch là Đức Chúa Trời ở trong một người, và người đó chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Đức Chúa Trời ở cùng Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong đoạn 9 thì nói như thế này: vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, chúng ta đã được ban cho một con trai, quyền cai trị ở trên vai Ngài. Tên Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Diệu Kỳ, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng, nên hòa bình của Ngài sẽ vô tận trên ngôi David và cho vương quốc mình. Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó trong sự công bình chính trực từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sáng của Chúa Vạn Quân sẽ làm điều này. Chúng ta cảm ơn Chúa. Khi thế giới ở trong tội lỗi, thì thế giới ở trong sự tối tăm, thì Đức Chúa Trời đã có chương trình hoạch định rồi. Và chương trình hoạch định đó là một đấng cứu thế sẽ ra đời, được gọi là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời vô cùng diệu kỳ, vô cùng tuyệt vời, với lòng thương xót loài người. Bởi vì loài người ra từ Đức Chúa Trời, nên Ngài không xóa họ ở trong cái sự tối tăm đời đời. Ngài có chương trình hoạch định để nơi tối tăm ấy sẽ thấy được ánh sáng lớn. Amen. Và Chúa Giêsu là ánh sáng, và Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, và được giữ hứa cho thế giới, không những chỉ cho dân Israel mà thôi, nhưng mà cho toàn thế giới. Một con trẻ ra đời cho chúng ta, chúng ta được ban cho một con trai, quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Tên Ngài được xưng là Cố Vấn Diệu Kỳ, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Amen. Tên của Ngài được gọi là Cố Vấn Diệu Kỳ. Bản dịch cũ được gọi là Đấng Lạ Lùng, là đấng mưu lược. Ngài là đấng lạ lùng. Chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu ra đời thật là lạ lùng vô cùng. Không có đấng nào khác, không có một ai sinh ra giống như Chúa Cứu Thế Giêsu. Tiên tri Esai đã dự hứa khoảng 600 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, và nhất là những nhiều tiên tri đã dự hứa về Chúa Giêsu. Jeremy thì nói về Chúa Giêsu của chúng ta là đấng sẽ ra đời. Chúng ta biết được rằng là đấng cứu thế ra
đời một cách khác thường. Ngài được gọi là đấng lãnh lục. Chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu của chúng ta khi sinh ra thì các bác sĩ Đông Phương đã nhìn thấy ngôi sao của Ngài và họ đi tìm ngôi sao và họ đi tìm Chúa Cứu Thế. Và khi mà Chúa Giêsu trở nên chức vụ, ở trong chức vụ thì chúng ta thấy Chúa Giêsu thật là lạ lùng vô cùng. Ngài dạy dỗ, Ngài ở cùng, Ngài làm nhiều phép lạ. Ngài là thật sự là một cố vấn diệu kỳ, là một đấng mưu lùng và rất là lạ lùng. Và Ngài được gọi là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Khi chúng ta thấy được Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài trở thành một con người được gọi là con Đức Chúa Trời khi Ngài sinh ra. Bởi vì Kinh Thánh Giăng nói rằng là ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Amen. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà khi Ngài trở thành người nên được gọi là con Đức Chúa Trời. Ngài được gọi là con người. Amen. Ngài được gọi là con Đức Chúa Trời và Ngài được gọi là con người. Và chúng ta nhớ rằng là Kinh Thánh ghi là Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Nên khi mà Ngài thi hành chức vụ thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Nhiều phép lạ, nhiều quyền năng được bày tỏ ra trong thời kỳ Chúa Giêsu khi Ngài thi hành chức vụ. Trong Jeremy thì có nói như thế này, 23 câu số 5. Chúa phán: trong những ngày đến ta sẽ khiến cho nhà David này ra một nhánh chính trực, một vị vua trị vì cách khôn ngoan, thi hành sự công bình chính trực trong nước. Trong đời vua ấy, Juda sẽ được giải cứu và Israel sống an toàn. Và đây là tên của vua: Chúa là sự công chính trực của chúng tôi. Chúa phán: trong những ngày đến ta sẽ khiến cho nhà David này sinh ra một nhánh chính trực, một vua trị vì cách khôn ngoan, thi hành sự công bình chính trực trong nước. Trong đời vua ấy, Juda sẽ được giải cứu và Israel sẽ sống an toàn. Và đây là tên của vua: Chúa là sự chính trực của chúng tôi. Và trong bản dịch cũ nói rằng là: và đây là tên của vua: Jehovah là sự chính trực của chúng tôi. Chữ Jehovah được dịch lại là Chúa. Nên Chúa Giêsu được gọi là Jehovah, là đấng công chứng. Amen. Ngài được đặt tên là tên của vua ấy là Jehovah, là Chúa của sự chính trực của chúng tôi. Amen. Nên chúng ta biết được rằng khi Ngài trở thành con người, Ngài được gọi là con Đức Chúa Trời. Ngài được gọi là con người để chết thay cho nhân loại. Nhưng mà Ngài chính là Đức Chúa Trời trở thành người. Amen. Ngài là ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Amen. Và ngôi lời đó đang xác định ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Nguồn gốc của Ngài là ngôi lời, là Đức Chúa Trời.
Ngài được gọi là Jehovah. Amen. Là đấng hằng hữu, từ hữu. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và Esai nói rằng là Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Amen. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Chúng ta không lẫn lộn về nguồn gốc của Chúa Giêsu chúng ta. Amen. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Ngôi Lời, Ngài chính là Jehovah Đức Chúa Trời, là đấng tự hữu hằng hữu. Nhưng mà Ngài trở thành xác thịt ở giữa chúng ta thì Ngài là con người. Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài cũng được gọi là con một và Ngài cũng được gọi là con cả giữa vòng anh chị em. Amen. Bởi vì Ngài phải trở thành người để mới có thể cứu chuộc loài người. Vì loài người phạm tội, loài người phải chết, loài người phạm tội ở dưới sự cai trị của Satan, là kẻ trong quyền của sự chết. Amen. Như Hebrews đoạn 2 câu 14, Satan là quỷ vương, là kẻ cầm quyền của sự chết, và loài người ở dưới sự cầm quyền của quỷ vương. Tất cả mọi người đều phạm tội và Chúa nói rằng là tội lỗi dẫn đến sự chết. Amen. Tội lỗi dẫn đến sự chết, và sự chết đã lan rộng khắp mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Amen. Nên khi con người ở trong tội lỗi, con người ở trong sự tối tăm, Ê-sai sau 10 con nói rằng hãy dấy lên và sáng lên, vì sự sáng đã đến trên ngươi. Sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám vây bọc các dân. Amen. Sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám vây bọc các dân, có nghĩa là thế giới này ở trong sự tối tăm. Amen. Ở trong sự tối tăm. Và chúng ta biết được rằng là qua Ê-sai 61 thì chúng ta biết rằng là có một đấng tuyên bố rằng thần của Chúa ngự trên ta, Ngài đã sức dầu cho ta đang giáng thiên lần cho kẻ nghèo. Amen. Amen. Và chính Chúa Giêsu là ánh sáng, và chính Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời ban cho sự sáng để rồi Ngài phá hủy cái việc sự u ám, phá hủy cái sự tối tăm. Amen. Amen. Đây, đây là điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, rất là tuyệt vời. Thế giới ở trong sự chết, thế giới ở trong sự tối tăm, thế giới ở trong sự nô lệ của ma quỷ. Nhưng mà Chúa Giêsu đến phá hủy mọi công việc của ma quỷ. Amen. Ngài chết thì Ngài phá hủy mọi công việc của quỷ vương cầm quyền của sự chết, để giải thoát những người sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Satan không biết được chương trình của Đức Chúa Trời, đó là chương trình cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Lời tiên tri đã tuyên báo rất rõ ràng, rất rõ ràng. Ngài là cố vấn diệu kỳ, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Amen. Amen. Chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì chúng ta được sự sống đời đời, và chúng ta có một Cha đời đời, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu được báo cho chúng ta. Chúng ta có một người cha xác thịt sinh ra chúng ta, nhưng mà chúng ta có một Cha đời đời, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu. Hễ chi sinh xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thật. Amen. Chúng ta sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, bởi vì người cha của chúng ta sinh chúng ta ra bằng xác thịt là xác thịt. Nhưng mà ai là những người được sinh lại? Được gọi là hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thật. Amen. Chúng ta được phục hồi cái phần tâm linh của chúng ta. Chúng ta trở thành những con người tâm linh, những người linh,
hưởng thánh linh, để chúng ta có thể biết được Đức Chúa Trời của chúng ta, và để chúng ta có thể biết được chính mình là ai, và chúng ta biết được địa vị của chúng ta, để chúng ta có thể hưởng phước từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài là Cha đời đời, Ngài là Chúa bình an. Có Chúa Giêsu chúng ta được bình an, và Chúa Giêsu nói rằng là ta ban cho các ngươi sự bình an không như thế gian ban cho. Amen. Làm các ngươi chớ hễ bội rồi. Ta để lại các ngươi sự bình an, ta ban các ngươi sự bình an. Ngày hôm nay chúng ta có sự bình an đó trong lòng của chúng ta không? Chắc chắn là ai nấy trong chúng ta thật sự có Chúa Giêsu chúng ta có sự bình an. Amen. Có Chúa Giêsu chúng ta sự bình an lạ thường vô cùng, vì đây là cái sự bình an Chúa Giêsu ban cho, chứ không phải cái sự bình an của thế gian. Amen. Và tất cả mọi lời tiên tri nói về Chúa cứu thế Giêsu đã thật sự được ứng nghiệm. Tiên tri Mê-chê cũng nói rằng là còn ngươi Bethlehem thuộc về xứ Giu-đê, ngươi đâu phải là một thành nhỏ nhất trong hàng lãnh đạo Giu-đa, vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi, Ngài sẽ dẫn dắt Israel của ta. Bethlehem là một xứ Giu-đê, ngươi đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Giu-đa, vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi, và Ngài sẽ chăn giữ dân Israel của ta. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Những gì mà tiên tri đã báo trước thì luôn luôn được ứng nghiệm. Luôn luôn được ứng nghiệm. Trong Matthew đoạn 1 thì chúng ta thấy đó rằng là mọi việc đã xảy đến như thế để lời của Chúa phán qua lời tiên tri được ứng nghiệm. Này, một nữ đồng trinh sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Joseph thức dậy và theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo cưới Mary về làm vợ, nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một trai và đặt tên là Giêsu. Amen. Những gì tiên tri Esai đã tuyên bố, những gì các tiên tri đã tuyên bố thì đã được ứng nghiệm trong Matthew đoạn 1 từ câu 22-23. Và qua đoạn 2 thì chúng ta thấy rằng là câu 6 đó này: còn ngươi Bethlehem thuộc xứ Giu-đê, ngươi đâu phải là một là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Giu-đa, vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi, Ngài sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Thế rồi vua Herod bí mật mời các nhà thông thái đến cạn hỏi về thời gian ngôi sao xuất hiện. Vua sai họ đến Bethlehem và dặn hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ, khi tìm được rồi hãy trình cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ cả. Nghe vua phán xong, họ lấy đường kìa ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ cho đến khi dừng lại ngay cái chỗ con trẻ. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng, bước vào nhà thấy con trẻ và Mary mẹ Ngài, họ quỳ xuống và thờ lại và mở hộp châu báu dâng lên Ngài cách tế lễ, đó là vàng, trầm hương và mục dược. Được báo vọng không nên trở lại với vua Herod, các nhà thông thái đi đường khác trở về quê hương mình. Chúa Giêsu chúng ta thật sự đã ra đời và đúng ứng nghiệm các lời tiên tri. Amen. Ứng nghiệm các lời tiên tri đã phán về Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy được trong Matthew đoạn 5 từ câu 17 thì nói rằng đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri,
ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. Vì vậy ta bảo với các con, cho đến khi nào trời đất qua đi thì một chấm một nát trong kinh luật cũng không qua đi, cho đến chừng tất cả được thành tựu. Chúa Giêsu đã đến và Ngài sinh ra y như lời các tiên tri đã tuyên báo trước. Amen. Và một trinh nữ, đó là Mary, đã sinh ra Chúa Giêsu và đặt tên là Giêsu, và cũng nói rằng là Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Con trẻ ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Amen. Và Chúa Giêsu nói rằng là đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri, ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. Amen. Kinh luật và kinh tiên tri nói về Chúa cứu thế Giêsu như thế nào thì Chúa Giêsu đến hoàn thành đúng y như thế ấy. Amen. Ngài đến để hoàn thành những lời tiên tri, Ngài đến để hoàn thành về kinh luật nói về chính Ngài. Và Chúa Giêsu nói rằng là trong kinh thánh đã chép về ta. Amen. Kinh thánh đã chép về ta. Các lời tiên tri đã chép về Chúa cứu thế Giêsu. Trong luật pháp chép về những hình bóng của Chúa Giêsu, cho đến hình bóng về thập tự giá và Chúa Giêsu chết trên cây thập tự. Cựu ước là hình bóng và tân ước chính là hình thật. Amen. Và những gì cái bóng đó đã nói về Chúa cứu thế Giêsu thì Chúa Giêsu đến là hình thật, và Chúa Giêsu là hình thật những gì mà Chúa Giêsu sinh ra, hành động, rao giảng phúc âm, làm nhiều phép lạ, đem sự cứu chuộc cho nhiều người và Ngài chết trên thập tự giá, đó là chính hình thật rõ ràng để con người có thể nhờ đó mà được cứu rỗi. Amen. Đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri, ta đến để hoàn thành. Nên khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài tuyên bố rằng mọi sự đã được rồi. Amen. Ngài hoàn thành rồi. Amen. Kinh luật nói về thập tự giá của Chúa Giêsu. Trong thời kỳ dân Israel ra khỏi Ai Cập, lễ vượt qua, chiên con bị giết, nói về Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Nước Mara đắng được trở nên ngọt khi ném cái cây xuống. Con rắn bằng đồng được treo lên cây gỗ trong thời kỳ sa mạc, nói về Chúa cứu thế Giêsu, nhét cái cây thập tự. Amen. Tất cả đều được ứng nghiệm, có nghĩa là Chúa Giêsu đến hoàn thành tất cả cho thế giới này, để mở ra một cánh cửa thiên đàng để nhiều người có thể bước vào trong thiên đàng. Amen. Nhiều người có thể bước vào thiên đàng. Vì thật ta bảo với các con, cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm một nát trong kinh luật cũng không qua đi, cho đến chừng nào tất cả được thành tựu. Amen. Qua Chúa cứu thế Giêsu, tất cả mọi lời đã chết, tất cả những gì một chấm một nét trong kinh luật nói về Chúa cứu thế Giêsu đã được thành tựu, đã được trọn cây thập tự giá. Amen. Và tương lai những lời kinh thánh đều được ứng nghiệm hoàn toàn qua Chúa cứu thế Giêsu chúng ta. Amen. Trong kinh thánh ghi rõ rằng là chẳng có các đấng cứu rỗi nào khác ngoài Chúa cứu thế Giêsu. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, và kinh thánh ghi rằng là huống gì huyết của Chúa cứu thế Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dâng thân thể không tì vết cho Đức Chúa Trời. Huyết đó có hiệu lực muôn phần hơn để rửa sạch lương tâm anh chị em ra khỏi những công việc chết. Đó là Hebrew 9 câu 14. Còn 2 câu 14 nói rõ rằng là Chúa Giêsu chết
thì Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương. Amen. Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương. Trong khi thế giới loài người không có phương cứu chữa, có người lún sâu trong tội lỗi, không có cách nào cứu chữa. Dù loài người có xây dựng rất là nhiều tôn giáo, nhưng mà các tôn giáo đó cũng không thể cứu con người ra khỏi tội. Các tôn giáo đó có thể xây dựng lên để làm cho con người có thể giảm bớt đi tội lỗi, nhưng mà cũng không thể nào hết được tội lỗi. Tất cả những giáo chủ ở trên thế giới này, trong các tôn giáo, họ đều chết, họ đều là tội nhân, họ không có thể đem sự cứu rỗi cho một ai cả. Chúng ta đồng ý điều này không? Biết bao nhiêu tôn giáo trên thế giới, có những tôn giáo tốt, nhưng mà cũng có những tôn giáo rất xấu, rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta biết được Đức Chúa Trời nhìn thấy điều đó. Con người không thể thoát ra khỏi tội lỗi, chỉ duy nhất chương trình của Đức Chúa Trời mà thôi. Và Ngài đã hứa từ khi Adam Eva phạm tội, Chúa nói rằng là dòng dõi mày và dòng dõi người nữ sẽ nghịch thù nhau. Dòng dõi người nữ sẽ dày đạp đầu mày, còn mày thì cắn gót chân. Chúa đã có chương trình cứu chuộc cho loài. Tâm trí của Đức Chúa Trời vô cùng siêu nhiên, vô cùng tuyệt vời. Thế giới này hay một đất nước nào đó, họ có kế hoạch trăm năm, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời của chúng ta là kế hoạch hàng ngàn năm, ngàn năm mà ngàn năm. Amen. Từ khi khởi đầu của con người cho đến kết thúc của con người, từ khi khởi đầu của Đức Chúa Trời cho đến kết thúc, Ngài là đời đời, đời đời. Chúng ta rất là khó hiểu, và trí hiểu chúng ta không thể hiểu thấu được Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà qua lời của Ngài, sự bí mật thuộc về Chúa, còn sự bày tỏ thì thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta. Amen. Những gì đã bày tỏ, những gì về tiên tri nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta biết, và đã được ứng nghiệm như thế nào thì chúng ta đã biết. Và lời của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ứng nghiệm, tiếp tục ứng nghiệm. Chúng ta thấy được Chúa Giê-xu khi bắt đầu thi hành chức vụ, thì Ngài nói rằng là thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta đảm giảng tin lành. Khi đã trở thành một con người, khi ngôn lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, thì Ngài là một con người thật, và Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên Ngài với hình ảnh chim bồ câu. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa Chúa Giê-xu vào đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Ngài trở về thì đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, và Ngài tuyên bố rằng thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta đang giáng tin lành cho kẻ nghèo. Amen. Và quyền năng của Ngài được bày tỏ ra để bứt phá những cái gông cùm, bẻ gãy những xiềng xích của con người, để đem cái sự giải phóng cho loài người. Như tiên tri Ê-sai 61 đã nói về Chúa Giê-xu. Amen. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Amen. Ngài đã làm rất nhiều phép lạ, có phải vậy không? Ngài chữa lành cho người què, Ngài làm cho người mù được thấy, người câm nói được, người phun được sạch, người chết có thể sống lại. Và chúng ta biết Ngài đã đáng lạ lùng, Ngài là đấng mưu lược khi Ngài ở giữa thế gian này. Không ai có thể bắt bẻ được Ngài, không ai có thể gài bẫy được Ngài.
biết bao nhiêu những con người chống đối họ đã gài bẫy Chúa Giêsu. Họ dùng đủ mọi cách, dùng kinh luật, dùng đủ mọi cách để gài bẫy Chúa Giêsu, nhưng mà tất cả đều thất bại và hổ thẹn mà thôi. Ngài là đấng vui, rất khôn ngoan và thông sáng và tuyệt vời, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với Ngài. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với Ngài. Ngài làm nhiều phép lạ bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Amen. Amen. Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Có nghĩa là khi Ngài sống trong xác thì Ngài vâng phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn dưới sự lãnh đạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ngài nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để làm phép lạ, để chữa lành mọi bệnh tật. Ngài nói rằng là Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng xem sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Amen. Nên Chúa từ bỏ tất cả địa vị của mình, từ bỏ tất cả những gì thuộc về chính Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài vâng phục dưới sự lãnh đạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Amen. Ngài sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài đầy dạy Đức Thánh Linh. Ngài đuổi quỷ thì Ngài nói rằng là ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ. Ngài làm phép lạ, Ngài cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà làm phép lạ. Đến nỗi Ngài nói thì Ngài nói rằng là không phải ta nói nhưng mà đấng ở trong ta nói này. Phải vậy không? Những gì ta nói với các ngươi không phải bởi ta nhưng mà bởi cha. Amen. Khi Ngài dạy dỗ các môn đồ trong công vụ đồng một có hai, Ngài nói rằng Ngài cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà dạy cho các môn đồ. Nên Chúa Giêsu được gọi là đấng lạ lùng, là đấng mưu lùng. Ngài sinh ra thật là lạ lùng, và Ngài giảng dạy, Ngài trả lời, Ngài cố vấn cho các môn đồ của Ngài, Ngài dạy dỗ cho giáo sự, rồi Ngài trả lời những kẻ bất bẻ, hỏi lễ và gài bẫy Ngài. Nên Ngài được gọi là đấng mưu lùng. Những gì tiên tri đã phán dạy, những gì tiên tri đã báo trước thì Chúa Giêsu hoàn thành. Amen. Ngài hoàn thành. Tiên tri thì Ngài đáng lạ lùng, là đáng mưu lùng, thì cuộc đời của Chúa Giêsu khi Ngài thi hành chức vụ thì chúng ta thấy rằng Ngài đã hoàn thành điều đó. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ngài đã hoàn thành, trở thành một của lễ trên đất này để cứu chuộc cho loài người, và Ngài đã sống lại. Và khi Ngài sống lại thì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài sống lại, Ngài là Đức Chúa Trời, đúng không? Phi-rơ nói rằng Ngài là Chúa Tể và là Chúa Cứu Thế. Ngài là Chúa Tể và Chúa Cứu Thế trong câu 1 đoạn 2 câu 36 thì có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài vẫn tiếp tục là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen. Có nghĩa là chưa kết thúc thế giới thì Chúa Giê-xu luôn luôn là Chúa Cứu Thế. Amen. Bởi vì nhiều người cần được cứu nên Chúa Giê-xu luôn luôn là Chúa Cứu Thế. Cho đến ngày hôm nay, Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Ngài không có thay đổi. Ngài vẫn cứu chuộc những con người kêu xin Ngài. Ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu rỗi. Ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Cửa thiên đàng đã mở ra cho chúng ta. Những ai đã tiếp nhận Chúa Giêsu là đã bước vào trong thiên đàng rồi. Những ai chưa biết Chúa Giêsu, hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để được bước vào trong thiên đàng. Amen. Tất cả chương trình hoạch định, chương trình cứu rỗi, hay là được gọi là giao ước mới. Giao ước mới này là giao ước vô điều kiện. Amen. Là một giao ước vô điều kiện. Ngài không đòi hỏi điều kiện gì trên con người cả. Con người của chúng ta
không thể góp phần gì trong cái sự cứu rỗi này. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời làm trọn tất cả mọi sự. Nói về giao ước thì phải có đôi bên giữa Đức Chúa Trời và loài người. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm trọn tất cả mọi sự. Những gì tiên tri đã nói về Chúa cứu thế ra đời, những lời tiên tri đã nói về ánh sáng đến với sự tối tăm, ánh sáng sẽ soi sáng trong tối tăm, thì Đức Chúa Trời đã làm tất cả. Không có một con người nào trên thế gian này có thể được Đức Chúa Trời chọn lựa để trở thành Chúa cứu thế. Nên Đức Chúa Trời phải tuyên bố rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen. Amen. Và Ngài nói trong đoạn 1 câu 12 rất là nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời và ban cho kẻ tin danh Ngài. Người ấy không phải sinh ra bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Một người tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu thì trở thành con Đức Chúa Trời. Một người tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu thì được sinh lại bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta có một lần sinh bởi cha mẹ chúng ta sinh ra, nhưng mà chúng ta có một lần sinh thứ hai là thần sinh vô cùng quan trọng, đó là sinh lại bởi Cha Thiên Thượng. Amen. Sinh lại bởi Cha Thiên Thượng, đó là tâm linh chúng ta sẽ được sống lại. Và tâm linh chúng ta được sống lại thì chúng ta mới được sự sống đời đời. Như vậy chúng ta cần sinh lại không? Các ngươi phải sinh lại, đó là bản lực. Amen. Các ngươi phải sinh lại trong câu 7 của đoạn 3 tiếng Lành Giặc. Các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng gió không biết gió đến từ đâu và đi đâu, người nào được sinh bởi Thánh Linh cũng như vậy. Amen. Người nào thật sự được sinh lại, người nào được sinh bởi Đức Thánh Linh cũng giống như chúng ta không thấy gió nhưng mà thấy cây cỏ, thấy những cái hình ảnh chuyển động. Chúng ta không thấy Thánh Linh sinh ra một con người nào đó, nhưng mà chúng ta thấy con người đó chuyển động. Amen. Con người đó từ một con người tội lỗi trở nên người thánh của Đức Chúa Trời, từ một con người sống trong tệ hại nhưng mà trở thành người mà Đức Chúa Trời chọn lựa để trở thành người tốt cho Đức Chúa Trời. Người có thể làm mọi điều lành. Amen. Người đó có thể bỏ qua tất cả những cái gì tội lỗi của mình, bởi vì người đó được sanh lại, thấy rõ rằng là tội lỗi của mình, thấy rõ được là mình là một người tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, mình cần được cứu. Và khi được cứu rồi có nghĩa là cứu ra khỏi tội lỗi, không còn sống trong tội lỗi nữa. Và người đó quay lại với Đức Chúa Trời và sống theo sự công chính của Đức Chúa Trời, chứ không còn ở trong tội lỗi. Đó là một sự thay đổi lạ lùng. Cuộc đời của chúng ta kinh nghiệm được cái sự thay đổi. Ai kinh nghiệm cái sự tái sinh? Ai thấy được mình tái sinh? Chúng ta kinh nghiệm cái sự thay đổi lạ lùng mà chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã thay đổi cuộc đời của chúng ta. Như Chúa Giê-xu đã nói rằng, nếu các ngươi không trở lại như con trẻ thì các ngươi không thấy thiên đàng. Amen. Một người sinh lại có nghĩa là trở thành một con trẻ hoàn toàn, được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Dù chúng ta bao nhiêu tuổi không cần biết, nhưng một người sanh lại thì trở thành một con trẻ thuộc linh thật sự. Và những gì của tội lỗi, những gì của xác thịt của con người cũ đó được biến đổi, để cho người ta thấy rõ rằng là để chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, để chi sanh bởi Thánh Linh là thật. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng gió không biết gió đến từ đâu mà đi đâu, người nào được sinh bởi Đức Thánh Linh cũng như vậy. Amen. Nếu anh chị em thấy mình thật sự chưa có thay đổi, chúng ta người nào sinh bởi Đức Thánh Linh cũng giống như vậy.
Amen. Người mà sinh bởi Đức Thánh Linh thật sự, tái sanh thật sự, là một con người biến đổi lạ. Người đó yêu mấy Chúa, người đó đi thờ phượng Chúa, người đó trung tín với Chúa. Và mà con người không được tái sinh thì chúng ta cần kiểm tra lại chính mình. Và tôi nói rằng những người không được tái sinh, sống trong đời sống cũ, sống trong xác thịt, thì nhiều người trong gia đình rất là lo ngại. Chúng ta đồng ý điều này không? Rất là lo ngại. Bởi vì người đó không có yêu Chúa, người đó sống theo ý riêng mình, người đó không có biết ơn Chúa. Khi một người được tái sinh, được tiên sinh công chính, người đó biết ơn Chúa. Bởi vì đã được tiên sinh công chính có nghĩa là Ngài xóa bỏ tất cả mọi tội lỗi của mình. Ngài xóa bỏ rồi. Khi Ngài tiên sinh công chính là Ngài xóa bỏ rồi tất cả tội lỗi của chúng ta quá khứ, được xóa sạch rồi. Người đó được ra khỏi tù rồi. Người đó phải biết ơn Chúa và sẵn sàng dâng cuộc đời của mình để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Sẵn sàng dâng cuộc đời mình để thờ phượng, sẵn sàng dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng. Chúng ta có sẵn sàng dâng cuộc đời của mình để làm của lễ sống và thánh? Chúng ta thấy thập tự giá nhan nhản trên thế giới này, từ bệnh viện Phật Ma Si, hậu chữ thập đỏ, nhà thờ, rồi cả những cái nước mà ta lấy thập tự giá làm lá cờ quốc kỳ của họ. Và tất cả những điều đó báo cho chúng ta thấy, mắt chúng ta thấy, để biết rõ rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá. Ngài đã làm xong công việc của Ngài rồi. Ngài đã làm hoàn thành cái sự cứu rỗi cho nhân loại này rồi. Và chúng ta là những con người tiếp theo. Bởi đức tin, không, chúng ta được cứu nhờ ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngài không cần điều kiện nào cả. Đó là ân điển của sự cứu rỗi. Bởi ân điển nhờ đức tin anh em được cứu, chẳng lấy từ anh em đâu, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Amen. Bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có phần nào cả trong cái sự cứu rỗi này, nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm rõ tất cả mọi sự để kêu gọi con người ăn năn tội lỗi để tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng đã chết thay cho mình trên thập tự giá, đấng đã đền tội thế cho mình trên thập tự giá, để rồi chúng ta nhận được cái sự cứu rỗi, nhận được cái địa vị là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhận địa vị của sự công chính Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta phải sống trong đời sống công chính, bởi vì cái giá trả cho chúng ta đó là sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Amen. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Chúa cứu thế Giêsu chúng ta được tuyên xưng công chính trong Đức Chúa Trời. Amen. Vâng, tôi nhìn anh có hay không? Chúng ta được tuyên xưng công chính trong Đức Chúa Trời. Mà đã được tuyên xưng công chính thì chúng ta biết rằng là một cái giá vô cùng đắt. Đó là Chúa Giêsu phải chịu đau đớn và chịu chết trên thập tự giá để chúng ta được tuyên xưng công chính. Mà đã được tuyên xưng công chính rồi mà chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi thì chúng ta như là chối bỏ thập tự giá của Chúa Giêsu, chối bỏ cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải hiểu được điều này. Chương trình cứu rỗi của nhân loại qua Chúa cứu thế Giêsu thật là vô cùng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho con người. Và chúng ta biết tại sao Ngài phải cứu con người
bởi vì Ngài là cha của chúng ta. Amen. Ngài là cha của chúng ta. Này Chúa Giêsu được gọi là cha đời đời. Amen. Đức Chúa Trời là đã sinh thành lấy loài người và Ngài được gọi là cha đời đời, là Chúa bình an. Amen. Nên trong những con người của Đức Chúa Trời, chúng ta có biết được là chúng ta là người đang hưởng thiên đàng hay không? Chúng ta kiểm tra lại, chúng ta có biết rằng chúng ta đang ở những ngày thiên đàng trên đất không? Chúng ta có biết là chúng ta đang ở trong thiên đàng không? Chúng ta kiểm tra lại và chúng ta xem chúng ta có phải là người thuộc về thiên đàng. Đương nhiên chúng ta kiểm tra thì đương nhiên chúng ta phải nhìn thấy cái gì đó, đúng không ạ? Nước thiên đàng không phải ở tại sự ăn uống, nhưng mà nước thiên đàng là sự công chính, bình an và vui vẻ trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta tin rằng là chúng ta được tiên sinh công chính chưa? Chúng ta có tin rằng là chúng ta được bình an không? Anh chị em có thấy bình an không? Nếu anh chị em bình an, nếu anh chị em trong sự vui mừng thì mới xác nhận rằng là mình đang ở trong thiên đàng. Amen. Cho nếu chúng ta không có bình an, chẳng có vui mừng gì hết thì chúng ta đang ở ngoài thiên đàng chứ chưa có ở trong thiên đàng. Đó là điều kiện mà để chúng ta kiểm tra lại chúng ta thật sự có ở trong thiên đàng. Còn tôi giúp đồng bố của ai muốn rằng nước thiên đàng không phải ở tại lời nói, nhưng mà là quyền năng. Amen. Chúng ta có thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện qua cuộc đời chúng ta, có thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện trong hội thánh của Chúa, trong gia đình của chúng ta hay không? Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng. Lời Ngài là quyền năng. Thánh Linh là đấng quyền năng. Ngài là đấng toàn năng, luôn luôn làm phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Chúa nói là thiên đàng không phải ở chỗ này chỗ kia như người ta nghĩ, nhưng mà thiên đàng ở giữa bọn các ông. Chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu dạy dỗ mỗi đời sống của chúng ta. Bản dịch cũ nó là nước thiên đàng ở trong lòng các ngươi. Bản dịch mới thì nó là nước thiên đàng ở giữa vòng các ông. Những người Pharisee họ hỏi rằng bao giờ nước thiên đàng đến. Chúa nói nước thiên đàng đến không phải là để cho người ta thấy như trong Luca 17 đó. Các người Pharisee hỏi Chúa bao giờ nước của Đức Chúa Trời mới đến, thì Ngài đáp rằng nước Đức Chúa Trời không đến để người ta có thể quan sát được, không ai có thể nói kìa nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, vì kìa nước Đức Chúa Trời ở giữa phòng các ông. Nước Đức Chúa Trời ở giữa phòng các ông. Tại sao Chúa Giêsu nói là nước Đức Chúa Trời ở giữa phòng các ông? Ai có thể biết không? Nước Đức Chúa Trời không đến để người ta có thể quan sát được, không ai có thể nói là nước Đức Chúa Trời ở đây ở đó, vì kia nước Đức Chúa Trời ở giữa phòng các con. Rồi Chúa Giêsu bảo các môn đệ sẽ có lúc các con mong được thấy một ngày của con người mà không được. Chúa bảo các môn đệ sẽ có lúc các con mong được thấy một ngày của con người mà không thấy được. Khi Chúa Giêsu nói rằng là nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các con, có nghĩa là Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó. Chúa Giêsu đang hiện diện giữa vòng các con. Ta đang hiện diện giữa vòng các ngươi. Đó là thiên đàng đang ở giữa các ngươi đấy. Amen. Nước của Đức Chúa Trời không
không đến để người ta có thể quan sát được. Nhưng mà Giê-xu đang hiện diện ở đó thì nước thiên đàng đang ở đó. Bởi vì Ngài từ thiên đàng đến và Ngài đem thiên đàng đến trên đó. Không cần phải lên trên trời để tìm thiên đàng nữa. Nhưng mà thiên đàng đã đến trên đất rồi. Cửa thiên đàng đã mở ra rồi. Amen. Và qua Chúa cũng thấy Giê-xu, nhiều người sẽ bước vào thiên đàng và sống như Ngài thiên đàng trên đó. Nếu sống trong tội lỗi không thể là gọi là thiên đàng. Nhưng mà người được hy sinh công chính là người đó mới là thiên đàng. Người đó mới bước vào trong thiên đàng. Chúng ta đừng có bị ma quỷ lừa dối. Khi ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta tin thật sự Chúa Giê-xu là cứu Chúa, đấng đã đền tội, đã chết thay chúng ta trên thập tự giá, chắc chắn như vậy, thì chúng ta được tái sinh và chúng ta được bước vào trong thiên đàng. Và phải sống như Ngài thiên đàng kia đó. Sống như thế nào? Thì chúng ta phải tìm kiếm luật lệ của Chúa để sống. Thiên đàng có luật lệ. Amen. Và luật lệ đó có trong Kinh Thánh đã chép cho chúng ta, để chúng ta chắc chắn là chúng ta đã bước vào thiên đàng rồi. Chúng ta sống như Ngài thiên đàng kia đó. Và khi qua đời thì lên trên kia, Chúa tái lòng chúng ta lên trên kia. Chúng ta ở với Chúa luôn luôn. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nên tôi nói là khi thế giới đầy dẫy tội lỗi, khi thế giới ở trong tối tăm, thì Satan làm cho thế giới này u ám đi, con người chết trong tội lỗi, thì những lời tiên tri của Chúa được bày tỏ, được ứng nghiệm qua Chúa cứu thế Giê-xu. Và cuộc đời của Chúa cứu thế Giê-xu là cuộc đời hoàn tất, hoàn thành tất cả những gì kinh luật và kinh tiên tri đã phán dạy. Amen. Ngài là đấng lạ lùng, là đấng mới lùng, thì thật đúng là Ngài là đấng lạ lùng, là đấng mới lùng. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an, thì đúng y như vậy, Chúa Giê-xu là Cha đời đời, là Chúa bình an, và Ngài là Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ là chúng ta không lầm lẫn về Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta. Chúng ta có biết được Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là ngôi lời khi Ngài ở trên trời. Ngài trở thành con người, là con Đức Chúa Trời khi Ngài trở thành người. Khi làm xong chương trình cứu chuộc, Ngài chết và Ngài sống lại, và Ngài lấy lại cái quyền đó, Ngài là Đức Chúa Trời. Amen. Kinh Thánh ghi rất rõ, và chúng ta biết rằng là chính Đức Chúa Trời phải trở thành người để mới cứu con người được. Amen. Bởi vì thế giới này Ngài chọn, không chọn một được một ai cả, bởi vì Chúa nói rằng là chẳng có một người công chính, dẫu một người cũng không. Mà nếu không có người công chính thì làm sao có thể chết trên thập tự giá để cứu loài người? Nếu con người tội lỗi thì không thể nào có thể đem cái sự cứu rỗi cho loài người được. Không có thể hủy phá kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương được. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng trở thành người, và đấng đó là thánh khiết. Chúa Giê-xu đóng thánh khiết, Chúa Giê-xu đóng vô tội, Chúa Giê-xu trở thành một của lễ không tỳ vết cho Đức Chúa Trời. Và chính Chúa Giê-xu mới hủy phá công việc của ma quỷ và đem sự cứu rỗi cho loài người. Ngài giải thoát con người ra khỏi sự chết mà vào sự sống. Ngài ban sự sống dư dật, sự sống sung mãn cho những ai tin nhận chính Ngài. Amen. Amen. Một Chúa.